Thưa quý vị, như thông tin chúng tôi đã đưa trong những chương trình chuyển động 24 giờ trước, tại huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk, mặc dù không có chỉ tiêu biên chế nhưng vẫn ký hợp đồng tuyển dụng hơn 500 giáo viên. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý. Và mới đây thì các giáo viên đã có đơn tố cáo hiệu trưởng và kế toán lập bảng lương giả để cắt xén tiền lương của các giáo viên hợp đồng. Nhiều giáo viên dạy tại trường trung học cơ sở Ngô Mây, xã Vụ Bổn, huyện Krông Park đã rất bất ngờ khi biết tiền lương thực tế họ nhận được lại thấp hơn rất nhiều so với bảng lương ở kho bạc. Thực tế là tiền lương 5 tháng từ tháng 8 cho đến tháng 12 năm 2017 của các giáo viên nhận được chỉ là hơn 2 triệu đồng, nhưng bảng lương lại thể hiện con số là 9 triệu 676 ngàn đồng. Câu trả lời về quyền lợi bảo hiểm của các giáo viên hiện cũng đang bị bỏ ngỏ. Và mới đây, cũng liên quan đến việc tuyển dư hàng trăm giáo viên tại huyện Krông Park, Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu tỉnh Đắk Lắk kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Krông Park, nhiệm kỳ 2015-2020.